Hello mọi người, hôm nay mình và mọi người trong công ty có một chuyến đi tham quan tới khu vực Nikko của tỉnh Tochigi, một tỉnh nằm ở phía bắc của Tokyo. Để chuẩn bị cho hành trình này thì chúng mình đã chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống để mang theo. Trong quá trình hành trình thì sẽ phải có một cái khoảng thời gian dừng lại và anh em sẽ ăn uống cùng nhau thư giãn. Thì nhà mình đã xuất phát từ rất là sớm, từ lúc 6:30. Vì lúc này thì mặt trời cũng đã bắt đầu nhăn nhó lên và tụi mình đã tập hợp đông đủ và lên xe. Xe này thì tụi mình đã như một người nhất ở trong công ty và bác ấy cũng rất là nhiệt tình và đã tham gia cùng team tụi mình và đã làm tài xế và dẫn tụi mình đi tới cái chỗ tham quan đấy. Thật ra thì chưa đến cái địa điểm tham quan nhưng mà trên suốt chặng đường đi thì ngồi trên xe thì qua cái cửa sổ thì tụi mình có thể tận hưởng được rất là nhiều cảnh đẹp, nhất là đường xã và cây cối mà khi mà đã bắt đầu trở màu từ màu xanh sang màu vàng thì nhìn rất là nên thơ và lãng mạn, nhất là vào buổi sáng lúc mặt trời bắt đầu nhăn nhó lên thì tụi mình cảm thấy phong cảnh rất là hữu tình luôn. Cùng với sự háo hức và nôn nức của tụi mình khi mà đến được một cái vùng đất mới, một cái trải nghiệm mới thì ngồi trên xe và trải nghiệm được những cái cung đường rất là hiểm hóc và rất là ngoan ngoèo của cái sườn dốc và đuôi đèo này thì tụi mình cũng thấy đó là một trải nghiệm thú vị. Và khi xe mình đã tới cái vùng đất, cái ranh giới của cái vùng Nikko này rồi thì trải dài trong mắt tụi mình thì là một cái màu vàng, một màu vàng ấm áp, màu vàng tươi của những cái rừng cây, những cái tán lá vàng khi mà đã trở thu thì thật là lãng mạn. Và địa điểm dừng chân đầu tiên của tụi mình là một nơi mà mình cũng không có nhớ rõ tên nữa vì nơi này là rất là đẹp và nên thơ, có sông, có hồ, có biển, có núi, có cây cối và có những cái chỗ để cho tụi mình ngồi uống cà phê nhâm nhi và nhìn ngắm khung cảnh biển trời này. Và ở đây là địa điểm dừng chân thứ hai của tụi mình. Thì ở nơi này cũng rất là đẹp và nên thơ. Ở đây có rừng thông này, rừng thông lục màu đã ngả vàng nấu thì rất là đẹp và kiểu giống như ở châu Âu vậy á. Rồi có một cái bãi đất trống cho mọi người đứng chụp hình tập thể này, hoặc là có thể vui chơi hoặc đi dạo. Đấy, vì ở đây thì mình cũng đã tranh thủ chụp được rất nhiều bức hình đẹp. Đây là gương mặt của ông tài xế của bác Nhật thân thiện của tụi mình. Đấy, đây là anh em cùng nhau chụp hình tập thể này. Đấy, thì team tụi mình lúc này đi có cùng có 10 người mà cũng bởi vì cảnh vật rất là đẹp cho nên đã chơi nhau đi chụp mỗi người một nơi chân cũng không thể chụp được một tấm hình mà toàn thể 10 người được, thì cũng là tranh thủ chụp hình đấy. Rồi và khúc này thì tụi mình đang còn là đi tới một cái vùng gọi là rất là nhiều đền thờ và chùa. Thì cái địa điểm tụi mình tới đó là đền thờ Nikko Tosogu. Thì đây thì cũng tiện thể trên đường là rất là đẹp và có một con dốc. Thì mình đã tiện thể ở đây mình tạo rất là nhiều dáng và chụp rất là được nhiều bức hình. Đây, đây là tới nơi này. Thì muốn vào đây thì tụi mình đã mua vé, hình như vé vào nếu không nhầm là một xe máy á, một người một xe máy thì tụi mình đã mua tới 10 vé để được vào cổng này. Thì ở trước cổng này thì có hai vị thần đứng bảo vệ này, nhưng rất là đáng sợ luôn, nhưng mà rất là linh thiêng. Đây thì mình đã đưa vé cho họ và được vào. Đền thờ Nikko Tosogu này là một trong những địa điểm tham quan hàng đầu của tỉnh Tochigi và cái đền thờ này đã được lựa chọn trở thành một di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
Cái cầu mọi người đã nhìn thấy tên là cầu Xin Kiều, là một cái cầu gỗ cong và được gắn liền với truyền thuyết ở thần kiều của Nhật Bản. Và cái cầu này ngày xưa cũng rất là linh thiêng và có giá trị tâm linh. Và bây giờ thì sau nhiều trận bão lũ và cái cầu này cũng đã được sửa chữa một số chỗ. Và nó cũng đã được công nhận là một di sản văn hóa thế giới. Và cũng được nhiều tạp chí bình chọn là một trong những 10 địa danh có phong cảnh đẹp nhất ở Nhật Bản. Và sau khi đi tham quan và chụp hình ăn uống ở một số chỗ thì tụi mình cũng đã nhìn ra bây giờ cũng đã tới giờ để trở về rồi. Thì trước khi về thì tụi mình đã cùng nhau tập hợp lại cái chỗ để bắt đầu để cùng nhau ăn uống và trò chuyện và tâm sự sau một cái ngày tụi mình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Kết thúc hành trình một ngày này thì tụi mình cũng đã có rất nhiều bức hình đẹp và có rất nhiều trải nghiệm mới, được thỏa mãn cái tâm mắt của mình và được đi ra ngoài ngắm thiên nhiên, ngắm cảnh vật và biết được Nhật Bản là có rất là nhiều chỗ đẹp. Và hẹn mọi người ở một cái chặng đường và một cái hành trình mới vào một mùa thu năm sau và hoặc là những cái mùa khác thì tụi mình sẽ đi chơi và quay video cho mọi người xem. Thank you mọi người đã xem video nha. Bye bye.